Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Lâm Linh. Hôm nay trong video này chúng ta bắt đầu học phần luyện nghe của Unit 14 các bạn nhé. Phần luyện nghe hôm nay là một bài nghe rất là hay về một huyền thoại bóng đá thế giới có tên là Pele này. Và xin thưa các bạn, đây là bài luyện nghe tương đối ngắn nhưng mà những câu hỏi của nó cũng rất là thú vị các bạn. Nó có 5 câu hỏi đó. Người ta cho cái bài tập này, người ta cho mình 5 câu hỏi. Và việc của mình là điền những thông tin còn thiếu vào mỗi câu đó. Ví dụ câu 1 này, ta điền chữ nào, câu 2 ta điền cụm nào, câu 3 cụm nào, vân vân. Vậy thì các bạn để ý đây, đây là một dạng bài luyện nghe mà nó đòi hỏi cái kỹ năng nghe chi tiết của chúng ta rất là quan trọng. Một số cái dạng nghe nó đòi hỏi nghe tổng quát thông tin, nhưng đây là dạng nghe chi tiết thông tin. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn để ý những cái yêu cầu của người ta, và ta bám sát từng câu một từ trên xuống dưới, tương ứng với nhịp độ nói của người nói. Ví dụ trong cái bài nói này là đương nhiên người ta nói về Pele rồi, đúng không nào? Đó là chắc chắn rồi. Và việc của chúng ta là xem những thông tin nào còn thiếu ở dưới đây. Đây, mình sẽ nghe bạn sẽ nghe một vài thông tin về Pele, một vận động viên bóng đá nổi tiếng của người Brazil, và điền vào những chữ còn thiếu. Vậy thì trước khi các bạn nghe đó, mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn giải quyết này. Bên này là số 5, đây là 5, còn bên này là sự kiện. Rồi, những sự kiện diễn ra như thế nào này? Bây giờ là được sinh ra ở Brazil. À, phải là sự kiện được sinh ra ở Brazil. Vậy thì Pele được sinh ra ở Brazil, đúng không? Vậy thì chúng ta cố gắng nghe cho ra cái chữ bon này, và ở Brazil này, và để ý cái năm, nhớ cái con số nha các bạn nha. Rồi, đến câu số 2 này là ta đã có được số 5 rồi, năm 1956, thì nhớ lưu ý cái sự kiện ở phía sau này là gì. Cái chỗ này hơi, câu 2 này là hơi khó với các bạn. Và câu 3 thì dễ hơn, là vô địch championship, câu lạc bộ giải vô địch các câu lạc bộ thế giới lần đầu tiên. À, là năm bao nhiêu vô địch các câu lạc bộ lần đầu tiên nha. Rồi, câu số 4 cũng dễ hơn nè, là 1.200 bàn thắng, hay là bàn thắng lần số 1.200 luôn. Đó, ông ta ghi được 1.200 bàn thắng. Và số 5 là năm 1077 là sự kiện gì? À, vậy thì trong 5 câu này chỉ có câu 2 và câu 5 là hơi khó hơn các bạn một xíu. Còn câu 1, câu 3 và câu 4 là điền vào số 5 thì nó hơi dễ, dù sao nó cũng dễ hơn một tí, đúng các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để các bạn nghe lần thứ nhất không có script, và các bạn đáp án luôn, các bạn ghi vô luôn. Rồi, lần thứ hai các bạn xem script và so sánh đáp án, và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu bài nói luôn. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe lần số 1. Nhớ nghe rất cẩn thận và nghe chi tiết các bạn nha. Điền vào, nhớ điền nhanh để tiếp tục câu tiếp theo. Nhớ điền nhanh nào. Listening. Pelé is considered one of the greatest football players of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian football club in 1956, and in 1962, he led the team to its first World Club Championship. Pelé became the only player to participate in 3 World Cups in 1958, 1962, and 1970. By 1974, Pelé had scored 1,200 goals and became a Brazilian national hero. He played for an American football club for 2 years before he retired in 1977. Later, Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities. Rồi, như vậy là mình đã vừa để cho các bạn nghe lần thứ nhất và các bạn đã có những câu trả lời của mình rồi. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn nghe lần thứ hai và xem script. Rồi từ đó các bạn so sánh đáp án của mình các bạn nha. Rồi, bây giờ mời các bạn này. Đây. Rồi, bây giờ mời các bạn bắt đầu nha. Vừa nghe vừa xem script, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Unit 14. Listening. Pelé is considered one of the greatest football players of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian football club in 1956, and in 1962,
he led the team to its first World Club Championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962, and 1970. By 1974, Pelé had scored 1,200 goals and became a Brazilian national hero. He played for an American football club for 2 years before he retired in 1977. Later, Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities. Rồi, như vậy là chúng ta đã được nghe và xem đáp án, xem script rồi. Bây giờ chúng ta xem nào. Câu 1 hồi nãy chúng ta thấy là sự kiện sinh ra ở Brazil. Rồi, năm nào ông đã sinh ra ở Brazil các bạn? Đây, các bạn đây, đây. Ông Pelé nè, đây. Ông đã được sinh vào năm 1940 ở Brazil nè. Vậy thì trong cái đáp án là ta điền năm 1940 vào. Đó, rất là dễ các bạn nha. Đây, đúng không nào? Đó, 1940. Vậy thôi, dễ lắm các bạn. Rồi, câu 2 này. Sự kiện năm 1956 xảy ra sự kiện gì nào? Nhìn mời các bạn này. Nhìn đây. Sự kiện năm 1956. Đây các bạn nhìn đây. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn từ đầu cuối luôn nha, để các bạn hiểu nghĩa luôn. Pelé. Đây này. Pelé được xem như là một trong số những vận động viên bóng đá vĩ đại nhất của thời đại. Đó. Này play nha. Thêm chữ L nữa, thiếu chữ L các bạn nha. Rồi, một trong số những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của thời đại. Ông ta sinh vào năm 1940 ở Brazil. Như một cầu thủ bóng đá, Pelé nổi tiếng, ông rất nổi tiếng trong việc là có những cú đá rất là uy lực và kiểm soát bóng của ông ta rất là tốt. Đó, cái sự khống chế quả bóng á rất là tốt. Ông ta tham gia vào câu lạc bộ bóng đá Brazil. Ông ta tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá Brazil vào năm 1956. Đó, vậy là đến năm 56 rồi này các bạn. Đến năm 56 thì Pelé tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá Brazil đúng không nào? Đó, vậy thì cái chỗ này là cái cụm từ còn thiếu, chúng ta phải điền vào đúng không nào? Đó, cả một cụm từ như vậy điền vô đây. Nhớ các bạn nha. Đó, điền vô vị trí số 2 nè. Nhớ nè. Đó, các bạn nhìn vô đây, cụm đó. Rồi. Đó, ông ta tham gia vào sự kiện là ông ta tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá Brazil. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, đến câu số 3 là lần đầu tiên vô địch các câu lạc bộ thế giới là năm bao nhiêu nè? Và sang năm 1962, ông ta dẫn dắt đội bóng lần đầu tiên giành vô địch các câu lạc bộ thế giới. Rồi, vậy là năm 62 đúng không nào? Đó. Rồi, năm 62 là lần đầu tiên vô địch đây. Đó, và chỗ này là năm 1962 đúng không nào? Lần đầu tiên vô địch đó. Rồi, đến số 4 này, ghi 1200 bàn thắng là năm bao nhiêu nè? Rồi tiếp tục này. Pelé trở thành người duy nhất tham gia vào 3 kỳ vòng cúp bóng đá năm 8, 62 và 70. Đến năm 74, Pelé đã ghi được 1200 bàn thắng và trở thành anh hùng dân tộc của Brazil. À, và là năm 1974 Pelé ghi được 1200 bàn thắng. Vậy thì chỗ này là sự kiện, chỗ này là năm 1974. Dễ đúng các bạn. Rồi, tiếp tục câu 5 là gì các bạn? Câu 5 năm 77 này. Năm 77 ông ta làm gì nào? Đây, ông ta chơi cho một câu lạc bộ bóng đá ở nước Mỹ trong 2 năm trước khi ông ta về hưu vào năm 1977. À, và là năm 77 ông ta về hưu đây. À, và là sự kiện về hưu là diễn ra năm 1977 đúng không nào? Đó, đúng rồi. Và là về hưu chỗ này nha. Đây, sự kiện về hưu đây. Đây. Đó các bạn nha. Thấy chưa? Rồi. Vậy thôi thì chúng ta đã làm được 5 câu đó đúng không nào? Rồi mình hướng dẫn các bạn hiểu hết luôn. Rồi, sau đó Pelé trở thành một đại sứ thể thao quốc tế làm việc để thúc đẩy hòa bình và sự hiểu nhau thông qua những hoạt động thể thao hữu nghị. Đó, như vậy là rõ ràng là cái bài tập số 1 này chúng ta đã làm rất là dễ đúng không nào? Đó là toàn bộ cái bài tập số 1 mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta trả lời. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2 các bạn. Bài tập số 2 người ta yêu cầu mình làm gì? Dễ thôi, mình chỉ làm nhanh cho các bạn thôi.
Đây, bài tập số 2 này. Bài tập số 2 thì người ta đề nghị mình làm sao? Nghe lại một lần nữa. Rồi, mình nghe được nhiều như vậy là nhiều rồi. Và trả lời những câu hỏi sau đây. Đây, câu hỏi thứ nhất này có 4 câu hỏi mình cần phải trả lời này. Câu hỏi thứ nhất là Pele nổi tiếng như là một cầu thủ bóng đá. Đúng hay sai các bạn? À, xin lỗi các bạn. Như là một cầu thủ bóng đá, Pele nổi tiếng về điều gì? À, vậy thì hồi nãy chúng ta thấy là như một cầu thủ bóng đá thì Pele nổi tiếng cái khả năng sút bóng rất là uy lực và khả năng kiểm soát bóng, đúng không nào? Đây, khả năng như một cầu thủ bóng đá này, Pele nổi tiếng cho khả năng có những quả sút bóng uy lực này, đó, uy lực này, và sự kiểm soát bóng tuyệt vời của ông ta, đó, được chưa? Rồi, câu hỏi số 2 này, bao nhiêu kỳ World Cup mà Pele tham gia vào? Mấy các bạn? 3 kỳ World Cup đúng không? Người ta nói là đó, ông ta tham gia vào 3 kỳ World Cup, được chưa? Rất dễ, số 3 này. Rồi, cái số 3, câu 3 này, ông ta chơi bóng ở đâu này? Trước khi ông ta về hưu, ở Mỹ đúng không? Trong bài nói vừa nói xong đó. Đó, ông ta chơi bóng cho một câu lạc bộ bóng đá ở Mỹ là chơi ở Mỹ đó, được chưa các bạn? Đây là cho một câu lạc bộ bóng đá nước Mỹ. Và ông ta trước khi ông ta về hưu. Rất dễ đúng không nào? Và câu số 4 là Pele đã làm gì? Đã làm gì sau khi ông ấy về hưu? À, về hưu sau ông làm đại sứ đúng không nào? Đại sứ thiện chí đó, đại sứ thể thao đó. Ông ta trở thành một đại sứ thể thao quốc tế này. Ông ta đại sứ quốc tế cho môn thể thao này. Làm việc để thúc đẩy hòa bình và sự hiểu nhau thông qua những hoạt động thể thao thân thiện này, hữu nghị này, được chưa các bạn? Đó, như vậy là bài tập số 2 cũng rất là dễ, mình trả lời rất là nhanh đó cho các bạn. Rồi bây giờ sau khi các bạn làm xong bài tập số 2 thì các bạn sẽ làm việc theo nhóm và nói về những cái mốc quan trọng, những cái mốc quan trọng trong cuộc đời của Pele. Thế thì trong cái bài tập 3 này thì nó có trong này hết rồi các bạn. Đây, những cái mốc quan trọng trong cuộc đời của Pele thì có hết rồi. Ví dụ năm 40 là sinh ra Brazil này, được chưa các bạn? Được sinh ra Brazil. Rồi tham gia câu lạc bộ, một câu lạc bộ bóng đá Brazil năm 56 này, được chưa? Rồi năm 62 là lần đầu tiên vô địch các câu lạc bộ này thế giới này. Rồi năm 74 là ghi được 1.200 bàn thắng này, vân vân. Rồi năm 77 là về hưu, vân vân. Thì đó là tất cả những sự kiện đó là chúng ta nói ra dựa theo cái bài nói này để chúng ta nói. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc phần luyện nghe tại đây. Và cũng mong các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật những video hay các bạn nhé. Mình sẽ ra nhiều video hay cho các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo ở phần luyện viết nhé các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.